Vịnh Aden, tháng 5 năm 2010, 200 dặm cách bờ biển Somalia. Chúng ta đang giải trí à? Không phải đâu, Theodore Stepanisi, tôi không ngủ được. Đừng lo, mọi thứ đều ổn. Mọi thứ đều khá yên ắng. Có đá ngầm xung quanh khu vực này. Chết tiệt. Vodka, báo động đi. Dừng tao lại. Có tấn công vũ trang. Chú ý, tất cả thủy thủ tập trung ở phòng động cơ. Chúng ta làm gì vậy? Mang xuống phòng động cơ. Tắt đèn. Dạ. Bộ phim 22 phút do TV 2.0 đã thực hiện hết mình. Tàu khu trục săn ngầm Amiral Grilov, Vịnh Aden, 23 giờ 5 phút. Các đồng chí, khi tôi thấy binh sĩ quan chỉ huy pháo binh dạo chơi và cười nói như thể họ không phục vụ trên một con tàu hải quân nhưng trên một chiếc tàu thủy Piotr Ilyich Tchaikovsky, tôi có chút nghi ngờ. Và cậu biết làm sao không? Vì có tàu Piotr Ilyich Tchaikovsky mang theo những kẻ say rượu và những cùng loại. Còn chúng ta, đồng chí chú ý, mang đại bác và tên lửa. Sasha, đây là thư cuối của em. Em biết anh sẽ chấp nhận được. Em sắp kết hôn. Xem lại khiến tôi mệt mỏi. Người ta nói cái gì vậy? Luto, đứng dậy. Nhanh lên, đứng dậy. Đây là tàu chiến. Tôi không đâm phải thủy binh. Thoải mái đi. Mấy cậu biết mà. Treo cổ đi. Các cậu là lính. Tự hào đi chứ. Kỷ luật phải được tuân thủ. Yên tâm đi. Chúng ta tham gia nhiệm vụ chiến đấu đã 3 tháng. Tôi biết tất cả chúng ta đều rất mệt mỏi. Chúng ta phải sẵn sàng bất cứ lúc nào. Chỉ huy, chúng ta nhận được tin báo các tàu bị tấn công vũ trang. Chuẩn bị chiến đấu, Tarasov, theo tôi. Cảnh báo, không được bắn. Có khí ga trên tàu. Chuyện gì vậy? Ở đó có người chết à? Tàu ma.
Hàng hải Nga ngày 6 tháng 5 năm 2010 lúc 5 giờ 15 phút sáng. Chào mọi người, mời ngồi. Giám đốc điều hành báo cáo tình hình hiện tại. Tổng chỉ huy, sau khi tín hiệu SOS được phát ra, chúng ta đã mất liên lạc với con tàu hải quân lục chiến của tàu khu trục săn ngầm Amira Kirov. Đã phát hiện ra một tàu chở dầu bị trôi giạt khoảng 2 dặm, có bắn vào họ không bằng súng máy hạng nặng. Một lính hải quân lục chiến đang bị thương nặng, một thủy thủ mất tích không dấu vết gửi Kirov. Không được chậm trễ, cử trực thăng tìm kiếm người lính mất tích. Cứu! 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 Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Координационные силы на связь. Вертолет, дистанция 5,5 километров. Tôi luôn hành động an toàn. Tôi không biết thủy thủ nào cần tàu chở dầu. Rõ. Không tìm thấy người lính mất tích. Trở về căn cứ. Rõ. Rõ. Cảm ơn quyết định của cậu. Kadanov. Điểm B. Thiết lập hệ thống giám sát bằng hình ảnh khoảng cách 5 dặm. Liên lạc với tàu và đơn vị vận tải. Mày không cần nó nữa đâu. Nghe này người Nga, ta là chủ nhân của biển cả. Mình độc quyền bởi TV2S.org. Mọi người ở đây nghe theo lời tàu và ta chỉ theo Allah. Nghe lời chúng tàu và mày sẽ có cơ hội. Bảo chính phủ của mày đầu hàng. Hiểu chứ? Rõ. Ông là chủ nhân. Ngày đây, thằng kia, cơ hội duy nhất của mày là giải thích cho mọi người ở trong kia rằng chúng phải rời đi ngay lập tức. Nếu chúng không ra khỏi đây, mày sẽ chết. Mày hiểu chưa? Thằng người Nga, đếm đến 3. 1. Được. Tôi hiểu. Bỏ súng xuống.
Có ai còn sống không? Có phải người Nga không? Nói đi. Mày nghe thấy chưa? Nói đi. Vâng. Tôi đến từ đâu? Chuyện dài lắm. Tôi là người của thuyền nào? Amira Krylov. Mọi người, Krylov ở gần đây. Có tên gì? Alexander, Vodka có ở với cậu không? Vodka nào? Thủy thủ của chúng tôi. Nếu có chuyện gì, hãy giúp cậu ấy. Đủ rồi. Nói tiếng Anh. Mọi người, đây là nơi mà chỉ huy của bọn họ bảo mọi người ra ngoài để xuống địa ngục ấy. Nói với chúng là có khí ga ở trên tàu, không được dùng súng. Nghe đây, mọi người, có khí ga ở trên tàu, không được dùng súng, không được bắn. Amin, mọi người nghe. Tàu chở dầu đang ở vùng biển của chúng tao. Bọn tao muốn 20 triệu đô la tiền chuộc. Thưa ông, tàu chở dầu đang ở ngoài biển, vi phạm luật pháp quốc tế. Nghĩ kỹ đi, thưa cô. Chính sách của chúng ta là không phải hiệp với tội phạm. Vậy thì chuẩn bị bao tải đựng xác đi. Thì thủ đoàn đang ở trong tay chúng tao. Bọn tao sẽ giết chúng từ từ. Tôi không chắc là cấp trên của chúng tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của ông. 20 triệu đô la. Không được thiếu một xu. Cho chúng mày 2 ngày. Không phải được. Nếu tao không có tiền, ra sớm ngày 8 tháng 5, tao sẽ giết thủy thủ đoàn. Thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Nói dối. Bạn phải ba người có súng máy. Bạn phải giống như trên. Hai người trên một hàng. Bọn khổ đó có sách. Mấy thứ như sách hướng dẫn, phương pháp và lực lượng chống chuyển hướng. Vương chỉ huy, đó là chỗ quan trọng nhất. Hai súng máy hạng nặng, thế đã bắn chúng ta tối qua. Chỉ huy, chúng ta bắn hết chúng một lúc hay là dùng kỹ năng và sự chính xác? Có 150.000 mét khối khí ga. Rồi sao? Bao nhiêu? Trái đất thắng ái. Đồng chí trung sĩ, đừng có pha trò nữa. Rõ. Trái đất vô địch. Đem bọn Nga ra đây để xem trò hề là như thế nào. Cả là vodka. Đúng. Chúng ta làm gì đây? Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh em, không nổ súng trên tàu. Chúng ta không thể bắn. Nhưng có thể cắt bọn chúng. Krylov báo cáo. Có một thủy thủ bị giết và bị ném khỏi tàu chở dầu. Đó là trò của bọn chúng. Chúng ta có nên thương lượng không? Đúng là những gì chúng ta cần. Chết thật. Bác sĩ, chờ đã. Tàn phá tâm hồn tôi đấy anh em. Đây là những gì cậu ta làm, kiểm tra máy móc. 30 gram mỗi người.
Đừng kể chuyện để dành cho người khác. Tôi cần gì, Alexei Petrovich? Nó sẽ có ích. Dùng để băng vết thương nếu cần. Petrovich, các ông cũng không có nước sao? Không. Không có gì, chúng ta phải cố chịu trong 2 ngày. Sau đó người của chúng ta sẽ nghĩ cách. Mọi người, anh Lý. Anh Lý. Mọi người còn sống không? Còn sống. Cậu có gặp Vodka không? Họ giết cậu ta rồi. Nếu mọi người không ra ngoài, chúng sẽ giết tôi. Làm sao đây? Cứ trong đó, ông không cần phải tin họ. Người của tôi sẽ đến cứu chúng ta. Nói tiếng Anh. Thuyền trưởng, suy nghĩ kỹ đi. Tôi sẽ bước đi và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi phải suy nghĩ. Nghe chưa? Ông ấy sẽ suy nghĩ. Bước đi nghĩa là gì? Bước đi. Nó là một trò chơi. Trò chơi truyền thống của Nga. Không đủ để tập tin mày. Mày có một ngày. Phá cửa. Đi đi. Biles. Có mấy người? Con tàu có sức chứa lên đến 45 người. Nhìn hắn đi. Amin Mubare, một trong những chỉ huy quân sự có quyền lực nhất Somali. Hắn sống ở Mỹ. Sau đó đến Italy. Hắn trở về nhà. Hắn đi lên từ chỉ huy quân sự đến cầm đầu băng đảng. Mấy người thực sự không muốn giao tiền à? Tôi đề nghị chúng ta cứ chờ đợi. Nếu không nhận được tiền, bọn cướp biển sẽ bỏ đi. Đó là những gì xảy ra với tàu của Mỹ. Còn nữa, Amin giết tất cả người của hắn nếu cần thiết. Đừng hy vọng quá nhiều. Hắn sẽ đấu tới cùng. Tôi vẫn chính thức nhắc nhở mọi người rằng có khoảng 150.000 mét khối khí ga ở trên tàu. Chiến dịch quân sự đã bị hủy bỏ. Cô Kurova và cậu. Tôi biết các người muốn kéo dài thời gian đến khi có người nào đó đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Nhưng trên đó có người. Người của chúng tôi. Cô có hiểu điều đó không? Chúng tôi chưa sẵn sàng trả tiền. Nối máy với Krylov cho tôi. Tarasov. Có tôi. Tôi là thuyền trưởng Tarasov, thưa đô đốc. Chào Tarasov. Trực tiếp. Tôi chỉ có một câu hỏi cho cậu. Tôi có thể tóm được tàu chở dầu không? Tôi sẽ làm được. Hành động đi. Chúng ta có 2 ngày lên kế hoạch tấn công. Rõ. Sẵn sàng. Ngồi đi. Cảm ơn. Tôi cần cái nĩa. Cái gì? Tôi cần cái nĩa. Nĩa? Đúng, nĩa. Và tôi nghe nói trong xứ sở người mù, thằng chột sẽ làm vua. Tôi không biết mấy người ăn bằng cách nào với cái nhọn nhọn này. Tốt nhất là cứ dùng tay thôi. Cảm ơn.
Tôi là Alexander. Có thể gọi tôi là Sandy à? Tên cậu là gì? Này này, bình tĩnh. Tôi chỉ hỏi tên cậu thôi mà. Kalash. Bố tôi gọi tôi như vậy để vinh danh một khẩu súng. Hiểu không? Kalash. Kalashnikov. À, đúng. Là rất hay. Chỉ huy, có mục tiêu mới, kích thước nhỏ, phương vị 95 độ, khoảng cách 20 hải lý, xác định hướng di chuyển trên ống kính. Chỉ huy, tiếp cận Amin. Tarasov, nghe lệnh của tôi, cậu đi xem thế nào. Đặt xuống, nằm xuống. Tikhonov, lại đây. Bọn người đã chiếm được tàu tuần tra. Ồ, cái gì vậy? Muốn ta đâm mày hả? Phòng kia. Ném mấy cái bao đi. Lũ khốn. Chỉ huy, tôi không hiểu. Nhìn đi. Dạ chốt. Còn hơn để cá cọp ăn thịt. Cả mấy cái bao về đi. Bao đựng tiền. Amin, đầu hàng đi. Amin, đầu hàng đi. Thuyền trưởng Tarasov đây, hải quân lục chiến cả. Theo chỉ dẫn của tôi. Nếu đến gần, bọn ta sẽ nổ súng. Chúng mày muốn bay lên trời à? Hay là chúng ta nói chuyện đi? Chúng mày có mang tiền không? Mang tiền lên. Tôi nói chuyện. Thả tự do cho thủy thủ đoàn và đồng hàng trước khi quá muộn. Để phần của ta không có chuyện đó. Ta là chủ nhân của biển cả. Ở đây ta làm chủ. Mà là chủ trong lăng của mày. Nhưng ở đây chúng mày là khách không mời. Chốt, nhảy đi. Ê chắc, cố lên, chúng ta sẽ không bỏ cậu. Mạng sống của mày là nước mắt của Allah. Mày muốn thần linh phải chớp mắt sao? Không. Đừng nghĩ mày thông minh hơn tao. Đến cho bọn chúng và nói bọn chúng đầu hàng đi.
Amin, chúng ta cần cửa tự động. Cái cửa này không mở từng cái được. Chết tiệt. Nói với chúng là bọn ta có một món quà. Mày hiểu chứ? Hiểu. Bây giờ nếu tao không ra ngoài, ta sẽ cho nổ cái cửa. Và tôi cũng sẽ nổ tung. Mà tôi đều nằm trong tay Allah. Mọi thứ. Mọi người nghe đây, hắn có lựu đạn. Làm sao gì vậy hả? Tôi mới ra khỏi đây, các người hiểu chứ? Nào còn ai muốn đầu hàng nữa? Mà tao không ra ngoài. Bashir. Gọi chuyên gia đến. Và từ bây giờ tắt hệ thống thông hơi đi. Biết rồi. Khi trời tối, lấy ga trong thùng. Amin, bọn chúng không hiểu chúng ta. Bọn chúng ra biển chỉ để kiếm tiền, không phải để chết. Ta nói rồi, khi trời tối, chúng mày không cần phải biết. Hoặc là tao đi với đống tiền, hoặc là không đứa nào được đi. À, người Nga thì sao? Chúng ta còn chuyện với hắn. Có con tin không bao giờ thừa. Khu trục hạm Amiral Krylov, ngày 6 tháng 5, lúc 20 giờ. Và chưa có súng máy. Tôi biết. Nó rất có ích. Đây là nơi đội chúng ta có thể đến. Đưa nó cho anh em học hỏi. Rõ. Đây là chỗ súng máy không bắn tới được. Có bao nhiêu người? 40 người. Dự đoán. Leo 2 phút. Đuôi tàu 15. Không được khiển. Không hơn. Trong lúc này, chúng hoặc thủy thủ đoàn sẽ đổ tung. Lũ khốn nạn. Không được phép nổ súng. Cũng không có trực thăng hỗ trợ. Chúng ta gom chung lại một chỗ rồi tấn công một lần. Trong lúc cầu nguyện. Không phải như vậy đúng không, Boris? Ngồi xuống đi. Nói tôi nghe, có chuyện gì? Chỉ huy, vấn đề là ở đó. Chúng ta phải đối mặt với bọn cướp biển. Chúng có mặt ở khắp nơi trên tàu mà không có hỏa lực hỗ trợ. Chúng ta cứ như quay về thời kỳ đồ đá. Ngồi xuống. À, cá sấu châu Phi từ Honduras. Bị chảy à? Ông muốn tôi dọn dẹp nó không? Đây, Vladimir Vasilievich. Một tiểu đội chiến đấu. Hoàn toàn bất lực. Trên tàu chở dầu. Matron Ejov. Gì cơ? Đó là một ý tưởng sao? Ejov có biết mã Morse không? Đây là cách mẹ anh đo huyết áp của bà. Sasha.
Không. Ở lẹ, anh sẽ nhập ngũ. Giờ sao? Ô lẹ. Ô lẹ. Ô lẹ. Sao nè, cuối sắp không đợi cậu đâu. Nhưng em sẽ đợi anh. Ô lẹ, ô lẹ. Sẵn sàng cho nhiệm vụ. Sao rồi? Tôi làm gì đấy? Tiếp tục. 8, 6 giờ sáng. Chúng ta bắt đầu tấn công. 6 6, 0, 0 Bão, tấn công. Cậu phải đánh lạc hướng chúng. Tôi không hiểu. Lura, cô ta không hiểu. Tôi sẽ nhắc lại chậm hơn. Cô ta nhận được chưa? Ít ra bây giờ chúng ta đã có cơ hội. Đánh lạc hướng bằng cách nào? Nói với họ. Mọi người sao rồi? Nói tiếng Anh. Sanya, cậu còn sống không? Nghe này, anh lính. Chỉ đã hắn thả chúng tôi ra. Chúng tôi không thể cầm cự đến sáng mai nếu không có nước. Mọi người đầu hàng đi. Mọi người chỉ còn một ngày. Hắn sẽ đồng ý với mọi người. Hắn sẽ cho mọi người uống nước. Hắn sẽ cho mọi người thức ăn. Họ hứa sẽ để mọi người sống sót trở về. Nhìn chung thì tôi nghĩ là sắp có bão. Tối qua người của tôi nói với tôi, hành động đi, Sanya. Và nói với người của cậu nhanh lên, chúng tôi sẽ phá cái lỗ này. Ngồi xuống. Yalla, yalla.
Này, cái này nghĩa là sao? Tấn công ngay nghĩa là gì? Tôi không hiểu. Được, cho tôi. Tôi viết không đúng. Tôi không tấn công mà là bão, gió mạnh, sóng lớn. Đưa đây. Để mọi chuyện cho tôi. Thuyền trưởng nói gì với anh? Lý Trường Thị, công nghệ âm thanh rất tốt. Như nhạc sĩ ấy. Tôi là nhạc sĩ mà. Thật không? Nhưng tôi không nói với ai. Chứ tôi còn không được phép nghe nhạc. Đó là tội lỗi. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Nghe này, chúng ta đi lấy nước. Được rồi, nhanh lên đấy. Cô được khiển, quan sát đặc biệt. Bishop, Sedementiev. Ở trên bom, cậu ở đây và cậu ở kia, rõ chưa? Tôi thấy rồi. Dừng lại. Xin lỗi đồng chí trung sĩ. Anh đã bị giết. Trung sĩ Morgan, theo tôi. 31 phút. Chỉ huy, bọn họ xong rồi. Chúng tôi có hai người ở đuôi và một người ở đầu tàu. Chúng ta phải chiếm kiểm soát buồng chỉ huy trước khi bọn chúng phát hiện. Nếu không, họ sẽ bắn chúng ta như... Đồng chí thuyền trưởng. Mà này, huấn luyện trên tàu khu trục để làm gì vậy? Boong tàu là boong tàu, nhưng boong của tàu chở dầu khác chỗ này, buồng chỉ huy. Còn lại hành quân. Đồ ăn Nga ngon đấy. Bí mật nhá. Tăng cường sinh lý đàn ông. Vậy à? Nghe này, ta làm nhờ anh đưa nước. Hiểu chưa? Nước đây. Cảm ơn. Nghe này, thuyền trưởng. Tôi muốn nhờ ông một việc. Nếu tôi không qua khỏi, hãy nói với vợ tôi. Chồng tôi ở Rovarki. Sapa. Đừng có tiên tri nữa. Im lặng đi. Ra vào.
Sergei, chậm thôi, chậm thôi. Tổng điều thật, anh lính. Cảm ơn. Này, uống đi, ông già. Chúng ta sống rồi. Tấn công lúc 6 giờ. Trả thù. Chúng ta phải đánh lạc hướng chúng. Này, làm gì lâu vậy? Nước đâu? Nước đâu? Tôi uống rồi, tôi làm gì ở đấy? Cậu có nghe nhạc không? Cái gì vậy? Nhạc đấy tuyệt lắm, tôi thích nó nhất. Tôi là rapper. Tuyệt. Cậu mới hát cho tôi nghe không? Dĩ nhiên rồi, tôi là nhất mà. Bây giờ làm thế này đi. Tôi không nhìn thấy nước của anh. Anh không nhìn thấy máy nghe nhạc của tôi. Tốt, xong rồi. Tối nay tàu khu trục liên lạc với người lính trên tàu chờ dầu. Chúng ta sẽ đánh lạc hướng bọn cướp biển ngay lúc bắt đầu cuộc tấn độc quyền bởi TV2S.org 6 giờ sáng. 8 hải quân lục chiến sẽ tham gia tấn công. Những người có kinh nghiệm nhất trong chiến đấu có thể sử dụng đến dao. Nếu bọn cướp biển nổ súng, chúng ta phải khẳng định một điều. Khả năng xảy ra vụ nổ có liên quan đến mật độ khí ga dày đặc. Rò rỉ khí ga. Khả năng bảo vệ của các thùng dầu có thể chịu được một viên đạn trực tiếp. Những gì tôi nói có đúng không? Đúng vậy. Nếu xảy ra rò rỉ có với tên lửa trong không khí, nghĩa là một vụ nổ ngay lập tức. Nghe đây, Amin cho các anh 2 ngày, hôm nay đã hết thời hạn. Các anh muốn nói gì đây? Vị trí của thuyền trưởng là như thế này. Nếu bây giờ chúng ta nhượng bộ, sẽ tạo ra một tiền lệ. Và sau đó trong tương lai, tất cả các tàu của chúng ta đều sẽ bị đe dọa gấp đôi. Đô đốc, nếu quyết định tấn công, quản lý của công ty nhờ tôi gửi lời chúc tốt đẹp đến hạm đội. Tốt. Bây giờ hạm đội sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc. Nhiệm vụ: giải cứu thủy thủ đoàn của tàu chở dầu. Cách giải quyết vấn đề: tấn công, xuống nước, hướng đi bạn phải, bạn trái, không được nổ súng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahumma rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Omar, chúng ta rời khỏi đây thôi. Thôi nào, bình tĩnh lại đi, Omar, đứng lại. Mày uống rượu à? Amin, thả chai ấy đi. Đói. Amin, thôi đi. Tôi chỉ nếm thử một chút. Người Hồi giáo không được phép uống rượu. Mày biết chứ? Omar. Amin. Không, Amin. Ném nó xuống biển, mau. Giờ bà ta sẽ xử nó. Đừng làm vậy. Amin, đừng. Cá đi.
Sư tử, kéo lên. Kéo lên nào, kéo lên mau. Kéo lên. Ô ma. Nhân danh Allah, Ngài đã trị tội hắn. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajihun. Anh ấy là bạn của cậu. Anh ấy là anh trai tôi. Bị phát hiện các loại khí ga. Nếu bất tần vượt qua vùng đỏ, dừng lại. Các cậu hiểu chưa? Vâng. Anh em, không lâu nữa, chúng ta sẽ giàu có. Tôi biết. Lạy Chúa, chúng ta sẽ không nhảy. Ông mà chăm sóc tôi thay cha. Anh ấy luôn dạy tôi phải mạnh mẽ. Tôi đến với Amin, chứ tôi muốn kiếm thêm tiền. Tôi đến đầu quân cho Amin và đi đến một nơi thật xa. Nhưng anh không thể ra khỏi đây. Khi anh ấy nhận ra nơi mà anh ấy đưa tôi đến, anh ấy bắt đầu uống rượu. Tôi phải làm sao đây? Các thủy thủ vào hàng nghiêm bây giờ. Nói đi, Tarasov. Mọi người, chúng ta sẽ hành động trong im lặng, dễ thôi, không lời thổi, giống như lúc huấn luyện. Lê đi. Chúng ta sẽ lên tàu của anh. Kalas.
Tôi không làm được. Đừng sợ, Sanya. Tôi không giống bọn họ. Tôi biết. Tôi muốn hát thật giỏi. Anh biết làm thế nào không? Bài hát chủ đề World Cup. Đến 6 giờ, họ sẽ tấn công tàu chở dầu. Tôi phải đánh lạc hướng người của cậu. Được rồi anh bạn, tôi sẽ giúp anh. Chỉnh đồng hồ. Nếu Ejob làm được. Tuyết lạnh không? Có, nó rất lạnh. Lạnh và trắng xóa. Nhà tù của anh có lạnh không? Tôi không biết. Sao thế? Bạn tôi từng đi tù ở Hà Lan. Khi cậu ấy ra tù, họ cho cậu ấy quyền công dân. Tôi muốn vào tù ở Nga. Mà gửi một lần nữa, nhóm Morgan sẽ đi với chúng tôi. Colossi, cậu ở mạng phải, chúng tôi ở mạng trái. Mà tôi đã sẵn sàng. Những gì chúng ta phải làm là thực hiện nó. Câu hỏi. Thủy thủ không có câu hỏi. Vậy thì các thủy thủ ơn Chúa. Kalas. Kalas. Nghe này, tôi phải giải cứu thủy thủ đoàn bằng mọi giá, cậu hiểu chứ? Đưa tôi đến chỗ canh gác. Được. Đưa khẩu súng cho tôi. Sanya, nếu tôi đưa súng cho anh, hắn sẽ giết tôi và cả gia đình tôi. À, mình sẽ không tha thứ, anh thấy rồi đấy. Cậu cho tôi một con dao được không? Một con dao. Cảm ơn cậu. Nhưng sao? Chúng mày yêu nhau hả? Tôi đi dạo và cậu ta đi cùng tôi. Jama, giết nó buổi sáng để bọn Nga chứng kiến chuyện đó. Sẵn sàng trong 10 phút. Để mắt đến nó. Rõ. Tin tức về cuộc tấn công, đếm ngược đã bắt đầu. Tôi biết mình đang làm gì. Cầm lên đi anh em. Vẫn tốt hơn không có thứ gì trong tay. Này Yusuf, không được ngủ. Abdulrahman, đồ ca, anh nghỉ ngơi đi. Mà đến sớm thế, tôi không ngủ được. Còn người Nga thì sao? Đội tấn công đã vào vị trí. Thả hắn đi, Tarasov. Đừng đùa cợt với chính mình.
Người Nga chúng mày có một đồng hàng vô điều kiện. Thời khắc cuối cùng của cuộc đời đau khổ của chúng mày đã kết thúc. Nếu phải chiến đấu, bọn ta sẽ sống chết một phen. Nghe này, cho tôi một điếu thuốc nhé. Xin lỗi, không được hút thuốc. Có khí ga. Nhìn cái gì? Tới đây nào. Người của tôi sẽ đến và giết hết các người, tất cả các người. Ta sẽ để chúng đến. Bọn ta sẽ đưa chúng xuống địa ngục. Và bọn ta sẽ đến với Allah. Mọi thứ đều nằm trong tay Ngài. Đi. Này, Patrice Echop, làm gì đi? Phát thanh AK-47 MC Kalas. Amin. Bạn nghe thấy không? Tao dành bản hit này dành cho anh trai tao. Tao khinh. Lũ ghê tao. Trên đó, bắt đầu tấn công. Chúng ta sẽ không chết. Hãy giúp mọi người đi. Anh em, khởi động động cơ chính. Mệnh lệnh khởi động động cơ chính. Golia, mệnh lệnh, đi đâu? Có đá ngầm, đá ngấm, tốt hơn ăn đạn, đúng không? Binh.
Tôi đã chiếm được con tàu chưa? Tôi chưa chiếm được, tôi chỉ mới bắt đầu. Ukolov có chuyện gì ở trên đó vậy? Báo cáo đi. Tôi thấy Amit, hắn đến chỗ bánh lái. Hải quân lục chiến thì sao? Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, tôi đã vào vị trí. Tiếp tục theo dõi. Rõ. Amit. Nida sẽ đến trừng trị mày. Hốt nạn đã bị nguyên rủa. Kalas, mày điên rồi. Mở cửa ra. Ta sẽ ném mày cho chó. Уходите. Đã lên tàu. Mọi người, người của tôi đã lên tàu. Tấn công bắt đầu rồi, chúng ta sẽ nổ tung. Làm sao đây? Mọi người, bây giờ tôi không thể ra lệnh cho mọi người. Nhưng tôi đi theo cậu ta. Sanya, tôi đã cố hết sức rồi. Kalas, mày làm gì vậy Kalas? Mày bắt anh em của mình, thấy chưa? Mạng sống của tao nằm trong tay mày. Tiến lên! Số 2, có số 2, thủy thủ đoàn ở trên bong. Số 3, giúp tôi. Số 3 đây. Số 4, hành động theo kế hoạch. Rõ. Chờ dầu va chạm với đá ngầm. Thủy thủ đoàn đang ở trên bong. Ta đã sốp đầu. Tôi không thấy ông ấy. Đó là nơi cuộc tấn công xảy ra. Chuẩn bị sơ tán khẩn cấp thủy thủ đoàn. Đi đi, chúng sẽ xuống địa ngục và bọn ta sẽ về với Ala. Tắt đi. Mày chết chắc rồi.
cho mày. Dừng lại. Chờ giờ đang ra khỏi bãi đá. Giờ báo. Mọi chuyện theo kế hoạch, đồng chí chỉ huy. Tốt lắm. Mày chết chắc rồi. Chưa đâu. Chúng mày tưởng chúng mày đã thắng rồi sao? Không. Mày thua rồi. Nào, đứng dậy đi. Đô đốc, tàu chở dầu đã được thả. Chính xác 22 phút. Tức là không phải ngày hải quân. Không, ngày chiến thắng thì đúng hơn. Cảm ơn. Thầy binh, cậu còn sống à? Vâng, ông thấy thế nào? Tốt. Chào người anh hùng. Kết thúc rồi, anh bạn. Kalas! Đi! Kalas! Gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên!
Còn sao rồi, anh bạn? Anh thích màn trình diễn của tôi chứ? Rất thích, chắc chắn. Tôi giỏi nhất, đúng không? Dĩ nhiên rồi, cậu là giỏi nhất. Sanya, gì vậy? Cầm đi, cái gì vậy? Tôi hiểu rồi, tôi hiểu. Tốt. Giờ thì họ sẽ mổ cho cậu. Kalas, này! Nào, mọi người. Nghiêm, rõ. Thuyền trưởng, tôi sẽ đến ngay. Đi đâu? Anh thủy thủ, chờ đã. Yêu cầu các cậu thả tù binh. Chúng tôi được biết làm vậy là bất hợp pháp. Còn luật gì nữa không? Bọn chúng giết người của chúng tôi. Đừng đào độc tâm hồn của tôi, Tarasov. Đây không phải phận sự của cậu và tôi. Cho bọn họ nước và thức ăn khi vào bờ. Tôi hiểu, thưa chỉ huy. Thả tự do. Mokila. Đưa tên này lên tàu tuần tra, cho hắn thức ăn và nước uống. Tôi biết rồi. Thưa trưởng, anh bị thả bọn chúng sao? Chúng tôi không có luật xử phạt cướp biển. Lũ khốn nạn, lũ khốn. Везет неграм. Скоро дома будут. Chỉ huy, bọn cướp biển biến mất rồi. Có lẽ bọn chúng đã chìm. Thế đấy. Chào người anh em. Là TV à? Bắt đầu chưa? Nhìn kìa.
Thủy thủ Alexander Ejov đã hành động như một anh hùng. Anh ấy hỗ trợ cuộc tấn công. Cái này phải đặt lên được đầu anh minh độc quyền bởi TV2S.org. Anh có sợ hãi không khi mà mình đối diện với bọn giết người? Vâng, đáng sợ thật. Tôi còn không nghĩ đến chuyện đó. Mà này, tôi có thể gửi một lời nhắn không? Cứ tự nhiên. Ole à, không biết em có nhìn thấy anh không? Anh xin lỗi, anh thật ngu ngốc. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Xin hãy đợi anh sẽ về sớm thôi. Sau khi xuất ngũ. Olia, chuyện gì vậy? Em vẫn chưa xong mà. Olia, chúng ta muộn rồi. Xin anh Rom, không phải lúc này. Olia, cậu làm gì vậy? Mình không biết. Mình chỉ vừa hiểu ra. Mọi chuyện thực sự là sai lầm. Whispering in my ears.